Góc nghiêng cực phẩm của dàn sao Cbiz. Trong giới giải trí Cbiz có vô số mỹ nhân đẹp nghiêng thành đổ nước, nhưng để liệt kê những cái tên vào danh sách hội người đẹp với góc nghiêng thần thánh thì có vẻ hơi khan hiếm. Liên quan đến câu chuyện góc nghiêng này, Trang Sina mới đây đã có bài bình chọn là góc nghiêng thần thánh đỉnh khỏi bàn của dàn sao nữ nổi tiếng khi khoe góc nghiêng. Bên cạnh sự có mặt của những đàn chị như Lưu Diệc Phi, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, thì một số cái tên thuộc thế hệ 9X như Quan Hiểu Đồng, Địch Đại Nhật Ba hay Cúc Tịnh Y cũng lọt vào danh sách và chẳng hề thua kém. Vị trí đầu tiên, Địch Đại Nhật Ba. Có thể khẳng định mỹ nhân Tân Cương này chưa một lần vắng mặt trong danh sách sao nữ sở hữu chiếc mũi đỉnh cao trong Cbiz, nên khi nhắc đến loạt khoảnh khắc xuất thần cũng không thể thiếu cô nàng. Bất kể là góc chụp nào, Nhật Ba vẫn dư sức hấp hồn người đối diện. Địch Đại Nhật Ba là mỹ nhân sở hữu gương mặt lai Tây, ngũ quan hài hòa, sống mũi cao nhọn giúp cô trở nên vô cùng tỏa sáng. Mỗi khi quay sang, góc nghiêng của mỹ nhân Tân Cương được ví như con dao sắc bén có độ sát thương cực cao. Biết được lợi thế, nữ diễn viên thường xuyên quay góc nghiêng thần thánh qua những bức hình sống ảo. Thứ hai, Lưu Diệc Phi. Dù phong độ lên xuống thất thường, nhưng suốt nhiều năm qua, Lưu Diệc Phi vẫn luôn là tượng đài nhan sắc xứng với danh xưng thần tiên tỷ tỷ. Mỗi lần cô xuất hiện là một lần gây sốt với diện mạo lung linh, đẹp hoàn hảo kể cả ở góc nghiêng. Thứ ba, Triệu Lệ Dĩnh. Dù bị đau một bên mắt và lấy tóc che đi, nhưng độ đẹp của Triệu Lệ Dĩnh vẫn chẳng hề giảm sút. Sau khi sinh nở, dù nhan sắc thần thái cho đến phong cách ăn mặc của cô nàng đều được đánh giá cao hơn lúc trước. Thậm chí góc nghiêng thần thánh của bà mẹ một con cũng làm dân tình xỉu lên xỉu xuống. Thứ tư, Dương Mịch. Dù nhiều năm trôi qua, Dương Mịch vướng phải không ít xôn xao giao kéo, nhưng theo thời gian nhan sắc nàng nạc tình xuyên, ngày càng mặn mà và sắc sảo. Những lần khoe góc nghiêng thần thánh cùng với chiếc mũi cao thẳng thì khó ai có thể tin đây là nhan sắc của người đã qua giao kéo. Chính diện đẹp đã đành, nhưng ngay cả ở góc nghiêng, Dương Mịch vẫn làm người nào người nấy không thể thốt lên lời khi nhìn ngắm. Thứ năm, Cúc Tịnh Y. Cúc Tịnh Y được đánh giá là sở hữu sắc đẹp chuẩn tiểu thư. Thiếu nữ sinh năm của 9X có góc nghiêng nhẹ nhàng và trẻ trung đúng lứa tuổi của mình. Tuy nổi tiếng với biệt danh là mỹ nữ 4.000 năm có một, nhưng phải công nhận rằng nhan sắc của Cúc Tịnh Y luôn là đề tài khiến cộng đồng mạng phải tốn rất nhiều thời gian vì chia phe phái để khẩu chiến. Tuy nhiên không thể phủ nhận rằng cô nàng cũng có cho mình những khoảnh khắc đẹp lung linh mà ai thấy cũng phải rung rinh. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.